con đơn ly Nhật này, tiếng mềm cực kỳ luôn, mềm như bún. Mềm rồi, em cắn rồi chứ. Bạn khách đang trải nghiệm cái loa dòng Outlander, tiếng cực kỳ hay. Tiếng test của nó thì không chê rồi, mà tiếng bass của nó mềm mại. Em test vào cái con âm ly audio kìa. Ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Nghe nhạc gió mùa xuân em đưa, dùng hàng cao lửa thương. Anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần nhân dân đi tìm chim sao. Và với công suất 120W một thùng, các bác thấy khủng không? Công suất rất là mạnh nha các bác nhá, 120W một thùng, ngỡ ngàng với cái chất âm của nó. À, các bác biết tại sao chất âm bass hay không? Nó là gân cao su cực kỳ là mềm mại. Tép của dòng này thì không phải bàn cãi rồi, tép out center nó cực kỳ là mềm sáng. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn.